Chân mày để tiên, tập 237. Không chỉ Linh Chân Thượng Nhân mà rất nhiều người từng tham gia giết Diệp Đế Hào đều có suy nghĩ này. Vì Diệp Đế Hào không chết thì không lâu nữa bọn họ sẽ trở thành vong hồn dưới đao của anh. Nơi này là phân điện thứ 3 của Chính Dương Tông. Truyền lệnh của ta điều động đại quân của phân điện thứ 3 tới. Chính Dương Lão Tổ truyền âm cho một cao thủ của Chính Dương. Sư huynh, không cần phải làm lớn như vậy chứ. Một lão tổ khác của Chính Dương cau mày nhìn Chính Dương Lão Tổ. Ngươi thì biết cái gì? Chính Dương Lão Tổ trầm giọng nói, sau đó nhìn vài hướng, ánh mắt dừng lại phía Đan Thần, Gia Cát Vũ, Hạ Thiên Huyền Chấn lâu hơn một giây. Lần này là cơ hội ngàn năm có một, không được để Diệp Đế Hào chạy thoát nữa, nếu không sau này sẽ rất nguy hiểm. Bùm đung huynh, hư không liên tiếp vang lên từng tiếng nổ. Thái Hư Long Hải của Doãn Chí Bình và Kim Sắc Tinh Hải của Diệp Đế Hào lần lượt sụp đổ trong cuộc đối đầu. Giết! Thái Hư Long Hải vừa sụp đổ, Doãn Chí Bình đã vồ lấy Diệp Đế Hào như một con giả thú, vung ra chín đạo thần long. Phá! Diệp Đế Hào gầm lên, huyễn hóa ra đại thủ màu vàng, giữa lòng bàn tay và ngón tay có một triện văn lưu chuyển, một chưởng quét ngang hư không, nghiền nát chín đạo thần long của Doãn Chí Bình thành tro. Thái Hư Chỉ! Lúc này nhất chỉ của Doãn Chí Bình đã đâm xuyên vào không gian hư vô. Vẻ mặt Diệp Đế Hào vẫn không thay đổi, anh đột nhiên xoay người sang một bên, tránh nhất chỉ u mang này, sau đó trở tay hất văng Doãn Chí Bình rồi đuổi tới như một đạo thần mang. Kiếm xích tiêu trong tay càng rung lên dữ dội. Phong Thần Quyết. Tốc độ của Diệp Đế Hào cực nhanh, thân hình như gió, gần như không thấy tàn ảnh. Nhất kiếm Phong Thần được gia trì thêm sức mạnh của sấm sét, mang theo sức hủy diệt xuyên thấu, bắn thẳng về phía Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình đang văng ngược ra đột nhiên khựng lại, không gian hư vô dưới chân nứt ra. Thấy nhát kiếm của Diệp Đế Hào lao tới, hắn ta vội vàng kết thủ ấn Thái Hư Động. Sau tiếng hô, một vòng xoáy hố đen hiện hiện lên trước mặt hắn ta để giải quyết mối nguy hiện tại. Tiên Luân Thiên Đạo. Diệp Đế Hào đột nhiên mở lục đạo Tiên Luân Nhãn nhắm chuẩn Thái Hư Động. Vòng xoáy Tiên Luân lập tức làm cho Thái Hư Động mất tác dụng. Vừa thấy thế, vẻ mặt Doãn Chí Bình thay đổi đáng kể. Càng! Sau một tiếng kiếm rung, Diệp Đế Hào đã đâm một kiếm vào ngực Doãn Chí Bình. Nếu Doãn Chí Bình không sử dụng Thái Hư Na Di dịch chuyển vị trí tấn công, thì nhát kiếm đó đã đâm xuyên người hắn ta. À! Doãn Chí Bình gầm thét dữ tợn, ngẩng đầu hất Diệp Đế Hào ra. Mà hắn ta vốn đã bị thương nặng nên cũng nhanh chóng bị đẩy lùi. Đi đâu? Diệp Đế Hào lấy chiến mâu Vu Hoàng ra, dung hợp rất nhiều bí pháp vào trong đó, rồi phóng thẳng về phía Doãn Chí Bình đang lùi lại. Chiến mâu Vu Hoàng rung lên như một đạo thần mang, uy lực vô song. Cố định! Doãn Chí Bình hét lên, sử dụng bí pháp cố định hư không. Chiến mâu Vu Hoàng cũng bị ngăn lại. Bát Hoang Trảm! Nhưng cuộc tấn công dữ dội hơn bây giờ mới tới. Diệp Đế Hào lao lên, tay cầm Bá Long Đao, một đao chém ra đao màu vàng kim khổng lồ mấy chục trượng, toàn bộ hư không nứt toát ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Doãn Chí Bình lộ ra vẻ hung dữ. Hai tay cầm kiếm, đột nhiên giơ cao qua đầu chặn lại. Cang! Đao mang màu vàng kim của Diệp Đế Hào đập mạnh vào sát kiếm trong tay Doãn Chí Bình. Đao và kiếm va chạm, phát ra âm thanh kim loại va chạm mạnh mẽ. Vinh! Doãn Chí Bình bị chém nửa quỳ trên đất, phun ra một búng máu. A! Doãn Chí Bình đầu tóc bù xù ngửa mặt lên trời gầm thét, gắng gượng đứng dậy, chém vỡ đao mang màu vàng kim. Diệp Đế Hào, ta sẽ khiến người sống không bằng chết. Doãn Chí Bình lại hét lên lần nữa. Trên đầu hắn ta có một đạo thần long bay vút lên trời, còn có tiếng rồng gầm hùng hồn. Cả người hắn ta như một ngọn lửa đang cháy rừng rực, khi thế lại tăng vọt. Không ngờ hắn lại bị ép phải thiêu đốt sức mạnh của linh hồn Thái Hư Cổ Long. Các vị tiền bối bất giác dịch dịch mi mắt. Vậy nên sức chiến đấu của hắn lại một lần nữa vượt qua được Diệp Đế Hào rồi. Trận chiến ngày càng thú vị. Giết! Chiến! Khi mọi người còn đang bàn tán xôn xao, Doãn Chí Bình và Diệp Đế Hào lại gầm lên một lần nữa, cùng lao vun vút về phía đối phương. Doãn Chí Bình đốt cháy sức mạnh của linh hồn Thái Hư Cổ Long, sức chiến đấu tăng vọt một cấp. Mà Diệp Đế Hào mở trạng thái ma đạo, sức chiến đấu cũng tăng lên một cấp. Có thể nói đây là sức chiến đấu đỉnh cao nhất từ khi anh tu luyện đến giờ. Thái Hư Long Ấn, Cửu Chuyển Phong Thiên, Phong Thần Kiếm Quyết, Bát Hoang Lôi Trảm, Chư Thiên Vạn Cảnh, Thái Hư Quy Nhất, Thần Hóa Sấm Sét, Nhất Tiễn Cách Thế, Thái Hư Vô Cực, Thiên Táng Thần Phạt,
hỗn thiên tạo hóa, liệt trận tề thiên. Bùm đung uinh đung. Hai người thi triển hàng loạt bí thuật, bầu trời rung chuyển kịch liệt, hư không gầm thét, kết giới được thần hoa lộng lẫy bao phủ cũng sụp đổ trước mắt mọi người. Mẹ kiếp, thấy kết giới sụp đổ, người xem trận chiến ở tứ phía đồng loạt lùi lại, vì trận chiến của Diệp Đào và Doãn Chí Bình thực sự quá khiếp người. Kẻ nào tu vi yếu mà ở gần sẽ lập tức bị nghiền nát thành tro. Đúng là hai kẻ xúc sinh. Những khán giả lui về phía xa nhìn vào khung cảnh hoang tàn mà cảm thán. Lâu lắm rồi không thấy hậu bối có một trận chiến nào kinh thiên động địa như thế này. Toàn tung chiêu lớn như vậy, linh lực của họ là vô hạn sao? Không ít người kinh hãi nhìn hai người. Họ mới chỉ ở cảnh giới không minh, nếu lên tới cảnh giới chuẩn thiên thì chắc sẽ vô địch thiên hạ mất. Tên nào cũng lợi hại. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai cảm thán nhìn vào màn nước trước mặt. Bọn hắn đánh với nhau chắc 10 ngày nửa tháng cũng không xong. Thế nào rồi cũng có lúc kết thúc thôi. Đông Hoàng Thái Tâm vừa tỉa móng tay vừa thản nhiên nói: "Râm bịch huynh." Khi hai người còn đang nói chuyện thì Diệp Đào và Doãn Chí Bình đã đại chiến vô cùng hung hãn giữa đất trời. Đúng như những người quan sát nhận xét, linh lực của bọn họ dường như vô hạn, cả hai cứ thế tung ra đại chiêu chí mạng. Có điều bọn họ cũng chưa hiểu hết được tình hình, thay vì nói linh lực của hai người này vô hạn thì chi bằng nói bọn họ đang trong trạng thái hưng phấn nhất. Về điểm này thì Diệp Đào rõ hơn ai hết. Anh có 9 phần phân thân liên tục truyền tinh nguyên đại địa, lại có sức mạnh của các vì sao và khí huyết mạnh mẽ của hoàng cổ thánh thể, đủ để vượt qua những đại chiêu mạnh mẽ. Còn về Doãn Chí Bình, trong cơ thể hắn vốn có thái hư cổ long chú. Chú ấn này lấy tinh nguyên trên những cơ thể người mang chú mà hắn hại trước đó. Có trời mới biết có bao nhiêu người bị tạo chú ấn. Có điều từ tình hình hiện tại có thể thấy số lượng nhất định không hề ít. Nếu không thì hắn không thể liều mạng với Diệp Đào lâu đến như vậy. Râm râm. Sau từng tiếng động mạnh vang lên, cả hai người lại bị đánh văng đi. Đợi tới khi mây và sương tản đi, nhìn hình thái của cả hai người, tất cả mọi người xung quanh đều bất giác hít vào một hơi không khí lạnh. Đó là hai cơ thể đẫm máu. Một bên Doãn Chí Bình đầu tóc rối bời, toàn thân chi chít vết thương. Một bên Diệp Đào cũng không khá hơn là bao. Lớp áo giáp hỗn thiên chiến giáp cũng nhuốm máu. Dù có cơ thể hoang cổ thánh thể mạnh mẽ, nhưng anh cũng mang theo không ít vết thương. Và đáng sợ nhất chính là phần lưng trúng một đao để lộ cả xương cốt. Đại chiến tới lúc này, cả hai người từ khi khai chiến tới giờ đã chiến không dưới 5.000 chiêu, nhưng cũng chỉ có bọn họ mới có thể làm được như vậy. Nếu đổi thành tu sĩ ở cảnh giới không minh bình thường khác thì e rằng đã cạn kiệt linh lực mà bỏ mạng lâu lắm rồi. Đương nhiên điều đó cũng nói lên một vấn đề, đó chính là khả năng của cả hai người này chiến đấu không hề chênh lệch nhau là bao, cho nên mới có màn huyết chiến kịch liệt như vậy. Ta đã đánh giá thấp thái hư cổ long hồn rồi. Diệp Đào khẽ xóa đi vết máu trên khóe miệng, trong lòng bất giác cảm thấy kinh ngạc. Cũng vì một mình chiến đấu với Doãn Chí Bình nên anh mới biết được đối thủ có mạnh mình mạnh đến mức nào. Anh tự nhận có thể đánh bại được Doãn Chí Bình, nhưng muốn giết chết hắn thì kể cả là anh cũng phải trả cái giá vô cùng thảm hại. So với anh mà nói thì nội tâm bên trong cơ thể ác ma của Doãn Chí Bình lại vô cùng chấn động. Hắn là ký chủ, hắn thừa hiểu sức mạnh của thái hư cổ long hồn. Có điều dù cơ thể có sức mạnh mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn lại không thể đánh bại được Diệp Đế Hào, nên cơn phẫn nộ trong lòng hắn càng sục sôi hơn bao giờ hết. Mới chỉ có một nửa hoang cổ thánh thể, sao lại có sức mạnh như vậy chứ? Thái hư cổ long trong cơ thể Doãn Chí Bình nhìn chằm chằm Diệp Đế Hào ở phía đối diện. Kể cả là nó thì cũng không khỏi bất ngờ với đối thủ của mình. Người không đánh bại hắn được đâu. Cuối cùng thái hư cổ long lên tiếng u ám: "Dùng tới sức mạnh ma đạo của ngươi đi." Giết giết giết. Sau khi nghe lời nói này, Doãn Chí Bình hiện lên với vẻ mặt tà độc, luồng sát khí ngút trời cứ thế cuộn trào trong thần hải của hắn, khiến đôi mắt đỏ ngầu của hắn gần như mất đi lý trí. Sau tiếng hà gằn phẫn nộ, cơ thể của hắn run rẩy. Tiếp đó một luồng khí huyết ngút trời cứ thế bộc phát ra khỏi cơ thể hắn, đan xen vào nhau hình thành một mảng màu đỏ như máu. Sau đó là tiếng lệ quỷ gào thét.
Bên trong lớp màu đỏ như máu kia là từng bóng người huyết sắc đang vùng vẫy. Có lão nhân, có trẻ nhỏ, có phụ nữ. Bọn họ rất đau khổ, muốn thoát ra khỏi biển máu. Đây, thấy cảnh tượng này, những kẻ mặt ở tứ phương đều cảm thấy rùng mình, lạnh toát người. Bên trong màu đỏ như máu kia là từng bóng người huyết sắc đang vùng vẫy. Số lượng nhiều đến mức khiến người ta phải rợn người. Đây là hắn đã giết chết bao nhiêu người rồi chứ? Lúc này kể cả là các lão bối cũng phải thẫn thờ. Bọn họ nhìn lớp màn màu đỏ kia mà không sao tin nổi. Quân! Trong những tiếng sững sờ, đất trời như rung chuyển. Nếu nhìn từ xa thì có thể nhìn thấy hình thái của Doãn Chí Bình đã thay đổi. Khí huyết hoàn toàn sục sôi, có chín đạo long huyết bao quanh cơ thể hắn. Mái tóc màu đen nhánh biến thành màu đỏ. Phía sau hắn xuất hiện cảnh tượng kinh người. Đó là mảnh đất khô cằn màu đỏ như máu. Đất trời đều có màu đỏ, từng nhành cây ngọn cỏ đều không thể sinh sôi, thây xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Ma! Thấy cảnh tượng này, những người quan sát trận chiến ở tứ phương đều thay đổi sắc mặt. Hắn cũng là ma sao? Linh Chân Thượng Nhân nheo mắt, đúng là khiến ta phải bất ngờ. Bình Nhi còn ẩn giấu sức mạnh khủng khiếp này sao? Phía bên này Thông Huyền Chân Nhân bất giác mỉm cười. Sư huynh, hắn là ma. Bên cạnh ông ta, Hằng Nhạc Chân Nhân lên tiếng. Vừa nghe vậy Thông Huyền Chân Nhân hơi cau mày. Ông ta bất giác nhìn sang Hằng Nhạc Chân Nhân. Sư đệ, đệ có ý tứ gì chứ? Đệ chỉ muốn biết, cùng ở trạng thái hóa ma, vì sao trong mắt sư huynh Diệp Đào lại là ma, mà còn Doãn Chí Bình không phải là ma chứ? Hằng Nhạc Chân Nhân vẫn điềm tĩnh, vả lại còn hết sức thản nhiên. Diệp Đào thành ma thì huynh nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác hắn ra. Còn Doãn Chí Bình thành ma thì huynh lại cười tán thưởng, sư huynh cũng thật là thiên vị. Hắn là trưởng giáo của Hằng Nhạc. Bị chất vấn như vậy, vẻ mặt của Thông Huyền Chân Nhân tối sầm cả lại. Trưởng giáo sao? Nghe câu nói này của Hằng Nhạc, Chân Nhân mang theo sự mỉa mai. Dám hỏi sư huynh, từ khi hắn làm trưởng giáo của Hằng Nhạc thì hắn đã làm được gì có ích cho Hằng Nhạc chứ? Huynh đã bao giờ tự hỏi hắn có xứng làm trưởng giáo của Hằng Nhạc hay chưa? Ngươi! Thông Huyền Chân Nhân nghe xong câu này thì mặt mày đỏ gay lên. Không cần phải lấy lý do, hắn là ký chủ của Hằng Nhạc nữa. Cũng chính vì lý do này mà đã sát hại không biết bao nhiêu đệ tử và trưởng lão của chúng ta chết thảm. Hằng Nhạc Chân Nhân trầm giọng. Hắn là kỹ chủ, đã sao chứ? Khả năng chiến đấu của hắn mạnh mẽ thì đã sao chứ? Hắn có thể bảo vệ được Hằng Nhạc Tông trong tương lai hay không? Thân là trưởng giáo, không những không lấy mình làm gương mà ngược lại còn hống hách, vô thiên vô pháp, hại đệ tử trong môn, hỗn chiến tam tông, khiến Hằng Nhạc ta tổn thất nghiêm trọng. Đây chính là kiệt tác của hắn. Sư huynh cho rằng hắn xứng làm thống soái ba quân sao? Ngươi! Thông Huyền Chân Nhân lại lần nữa nóng bừng mặt. Sức mạnh quá mạnh. Khi cả hai người còn đang nói chuyện thì từ tứ phương chột vang lên tiếng xôn xao. Sức mạnh ma đạo sao? Trong tiếng xôn xao, Diệp Đào nhìn cảnh này mà không khỏi nheo mắt. Sắc mặt của anh cũng vô cùng khó coi. Kể cả là anh cũng không thể ngờ Doãn Chí Bình lại có sức mạnh khủng khiếp như thế này, vả lại còn liên quan tới ma đạo. Đó là tâm của một ác ma. Giọng nói của Thái Hư Cổ Long vang lên trong thần hải của Diệp Đào. Tâm của ác ma. Diệp Đào cau mày. Cũng là ma sao? Đúng, cũng là ma. Thái Hư Cổ Long lên tiếng. Nói chính xác hơn thì chính là một phần trong huyết mạch của ma, vả lại còn là một loại ma mạnh mẽ dị thường. Doãn Chí Bình thân có tâm ma, nhưng hắn lại không phải là ma thực thụ, vì hắn chỉ có tâm ma mà không có huyết mạch và ma thể. Cái gọi là ma cũng có cái tốt, nhưng người mang tâm ma thì chính là ma mang ác niệm. Sức mạnh tinh túy, thực lực mạnh mẽ, vượt xa ngoài sức tưởng tượng của ngươi. Nếu như ta đoán không nhầm thì hắn có độ hòa hợp về linh hồn cao như vậy với Thái Hư Cổ Long Hồn, có lẽ là vì tâm ma của hắn, vì ác niệm của Thái Hư Cổ Long Hồn của Hằng Nhật Tông quá mạnh. Hắn còn có cả bí mật kinh thiên động địa này sao? Diệp Đại Hào nheo mắt. Lúc này anh cảm nhận rõ hơn ai hết sức mạnh khủng khiếp của Doãn Chí Bình. Giữa đất trời tiếng lệ quỷ kêu gào thảm thiết. Nếu nhìn từ hư không có thể thấy biển màu huyết sắc rợp đất rợp trời, vô cùng kinh người. Còn cảnh tượng phía sau Doãn Chí Bình càng khiến người ta phải kinh ngạc. Ma đạo mở.
trong tiếng bàn tán xôn xao, một âm thanh dứt khoát vang vọng giữa hư không. Tiếp đó, như có tiếng lệ quỷ gào thét không ngừng, xung quanh hắn hình thành nên một vòng xoáy, luồng sát khí hiển hiện. Hình thái của hắn đã thay đổi, giữa trán có một đạo ma văn hiển hiện, đôi mắt đỏ ngầu, trong đôi mắt hiện lên vẻ bạo tàn và khát máu, mái tóc trắng cũng dần chuyển thành màu đỏ. Tiếng lệ quỷ vẫn gào thét điên cuồng, sát khí cuộn trào, lấy hắn làm trung tâm, hình thành nên một vòng xoáy cuốn lấy mọi thứ. Lại là ma. Tiếng xôn xao tiếp tục vang lên. Chỉ sợ người không lộ ma đạo thôi. Thấy Diệp Đại Hào hiện ra hình thái như vậy, Linh Chân Thượng Nhân trong hư không bật cười lạnh lùng. Vì Diệp Đại Hào lộ ma đạo trước mặt mọi người, ông ta càng danh chính ngôn thuận kêu gọi tất cả mọi người giết Diệp Đại Hào. Vả lại ông ta cũng đã làm như vậy từ lâu rồi. Khi Diệp Đại Hào lộ thân phận thực sự thì ông ta sẽ âm thầm liên hệ với những kẻ mặt có mặt tại hiện trường, trừ ma vào đúng thời điểm. Lại lần nữa lộ ma đạo, lần này ngươi còn không chết sao? Phía Chính Dương Tông, nhóm người phía Chính Dương lão tổ cười tà độc. Đan Thần trong đám người, Đan Nhất nhìn Diệp Đại Hào rồi lại nhìn sang Đan Thần. Hắn là Đan Thánh. Đan Thần không nói rõ ràng nhưng lại nói câu nói này, ấy vậy mà chỉ một câu lại chứng minh tất cả. Đó chính là Đan Thần đã đưa ra một quyết định nào đó. Con của ta không phải là ma. Phía bên này Hà Thiên Huyền Chấn lạnh giọng gầm lên, sức mạnh bên trong cơ thể ngưng tụ lại, chuẩn bị giúp Diệp Đại Hào che chắn lại uy thế của bên thứ ba. Cảnh tượng hiện giờ quá thực khiến người ta phải kinh ngạc. Hai người xuất sắc nhất trong lớp thanh niên, một người đứng đầu bảng phong vân, một người đứng thứ hai trên bảng phong vân, một người là ký chủ, một người là sát thần, cả hai đều hóa ma. Trong tiếng bàn tán xôn xao, Doãn Chí Bình đã lao ra, toàn thân ma khí bao quanh, mỗi một luồng khí đều rất nặng, mỗi lần hắn hạ bước chân xuống đều khiến hư không rung chuyển. Diệp Đại Hào, ngươi thực khiến ta hưng phấn. Doãn Chí Bình khoan khoái hít một luồng khí huyết sắc, hắn cười tà độc, u quang huyết sắc bao trùm đôi mắt. Ngươi giấu lâu như vậy thực sự khiến ta phải bất ngờ. So với Doãn Chí Bình, mặc dù Diệp Đại Hào cũng ở trạng thái ma đạo nhưng lại không có ham muốn giết chóc như Doãn Chí Bình. Thần thái của anh rất bình lặng, uy lực mạnh mẽ trấn áp cả thiên địa, cho nên ngươi sẽ chết rất thảm. Doãn Chí Bình cười tà độc, hắn đột nhiên vung tay, biển màu máu kia đột nhiên cuộn trào về phía Diệp Đại Hào, nhấn chìm Diệp Đại Hào bên trong đó. Cùng lúc này, Thái Hư Long Hải cũng hiển hiện trấn áp hư không ở một hướng khác, cuốn về phía Diệp Đại Hào. Thấy vậy, khí huyết giúp Diệp Đại Hào sục sôi, biển tinh hải vàng kim cuộn trào, sát khí ngút trời, đấu chọi lại với biển Thái Hư Long Hải. Tiếp đó, anh nhắm niệm triệu hồi tiên hỏa và thiên lôi. Tiên hỏa hóa thành biển lửa, thiên lôi hóa thành biển sấm sét. Biển lửa và biển sấm sét dung hòa vào nhau, tạo ra sức mạnh kinh người. Uinh! Có lẽ vì uy lực của biển lửa và biển thiên lôi quá mạnh nên một phần hư không sụp đổ. Tấn công! Sau tiếng gầm của Diệp Đại Hào, biển thiên lôi và biển lửa cuộn trào về biển huyết sắc của Doãn Chí Bình, cứ thế chặn lại đường đi của phần biển kia. Uinh! Uinh! Biển tinh hải màu vàng kim đối kháng với Thái Hư Long Hải, biển lửa và biển thiên lôi đối kháng với biển huyết sắc. Tiếng rung rầm trời, hư không, không gian hư vô đều nứt lìa từng tấc một. Ôi trời! Thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này, rất nhiều người quan sát trận chiến bị ép lùi về tứ phương. Đây đúng là trận chiến không hề nhỏ, một khi bị cuốn vào bên trong thì chắc chắn sẽ nhận cái kết thảm khốc. Ma Long Đạo Thiên. Không lâu sau đó, tiếng gầm của Doãn Chí Bình vang vọng khắp đất trời. Sau tiếng gầm của hắn, từng con rồng màu đỏ huyết cứ thế gào thiết lao vút về phía Diệp Đại Hào, số lượng nhiều không đếm nổi, choán lấp cả mặt trời và bầu trời. Mỗi một con rồng đều mang theo luồng khí tàn bạo mạnh mẽ vô cùng. Vạn kiếm triều tông. Diệp Đại Hào lập tức vung kiếm chỉ về một hướng, vô số kiếm khí hiện ra, mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo sấm sét và tiên hỏa, âm thanh chói tai, mỗi một đạo đều có sức mạnh đâm xuyên khủng khiếp. Phụt phụt phụt. Ngay lập tức, kiếm khí của Vạn Kiếm Triều Tông và long khí của Ma Long Đạo Thiên va chạm vào nhau, từng đạo kiếm khí nứt lìa, còn Ma Long cũng bị trảm dịch, cảnh tượng đẫm máu. Thái Hư Hồn Long Cấm. Doãn Chí Bình lập tức hô lên, thi triển Thái Hư Hồn Long Cấm,
Quỳnh quỳnh. Từng tiếng động mạnh vang lên, từng vòng xoáy màu đỏ như màu máu hiển hiện giữa hư không. Bên trong mỗi vòng xoáy đều có quang trụ huyết sắc to kịch xuyên thẳng xuống mặt đất. Trên mỗi một quang trụ huyết sắc đều có phù văn lưu chuyển đan xen nhau, hình thành nên chuỗi phù văn khiến cho chín đạo quang trụ khổng lồ kia kết thành một cái lồng to chừng cả hàng chục trượng. Ngay sau đó, từng tiếng gầm gào vang lên, một ma long ẩn khổng lồ to cả trăm trượng lơ lửng bên trên cái lồng kia. Bên trên còn có long khí huyết sắc bao quanh, mỗi một đạo đều nặng tựa núi non. Đây chính là Thái Hư Long Cấm, nhưng lại lấy Thái Hư Long Hồn làm gốc, hỗn hợp với sức mạnh của tâm ma, hòa hợp vào phong ấn, cấm chế và long cấm của Thái Hư Long Hồn, mang theo uy lực mạnh hơn trước đó và rõ ràng là không cùng đẳng cấp. Ta đã chịu thiệt một lần, lại bị lừa hai lần, ngươi cho rằng lần thứ ba có tác dụng với ta sao? Diệp Đào cười lạnh lùng, anh Nghịch Thiên xông lên, đan tổ long hồn lập tức bay vút ra khỏi thần hải, chặn lại ma long ấn đang giáng xuống. Mở cho ta! Sau tiếng hô của Diệp Đào, một chưởng bát hoang được tung ra hỗn hợp với mấy chục bí pháp, một chưởng đánh tan ma long ấn. Không còn có sự kiểm soát của ma long ấn, Diệp Đào giống như con dao long bay vút lên trời. Anh sát phạt ra khỏi cái lồng Thái Hư Long Cấm, sau đó vung tay đánh ra chín đạo hàng long long ảnh về phía Doãn Chí Bình. Giết cho ta! Doãn Chí Bình hắn giọng bật cười lạnh lẽo. Ngay lập tức phần trán của hắn có thần quang bao quanh, tiếp đó từng thần huy bay thẳng lên trời. Nếu nhìn kỹ thì đó chính là tấm địa đồ rực rỡ. Thế rồi quang hòa lấp lánh, địa đồ khổng lồ đột nhiên mở rộng hàng vài trăm trượng, dài cả nghìn trượng, trông chóa mắt người nhìn giữa màn đêm u tối. Địa đồ này trải dài từ nam tới bắc, từ đông sang tây, dùng đại thần thông lạc ấn ra. Bên trên còn có từng ngọn núi khổng lồ, mỗi một con sông, mỗi một cổ thành đều được đánh dấu vô cùng chi tiết. Mặc dù đây là một tấm địa đồ, nhưng Diệp Đào chỉ cảm thấy anh thực sự nhỏ bé khi đứng trước nó, vì nó thực sự quá khổng lồ. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Ngay lập tức, người của Thanh Vân Tông và Chính Nhân Tông đều sáng bừng cả mắt. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Trong những người quan sát trận đấu, có lão bố tinh mắt nhìn chằm chằm tấm địa đồ khổng lồ, như nhìn ra đó chính là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ, cũng giống như thế biết được lai lịch của nó vậy. Tiền bối, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ là cái gì thế? Có hậu bối nhìn sang lão bối. Đó là Cửu Châu Huyền Thiên Đồ mà năm xưa thần hoàng chinh chiến khắp đại sở đã khắc ra. Nói chính xác là một phần của Cửu Châu Huyền Thiên Đồ. Có một lão bối đạo pháp uyên thâm lên tiếng giải thích. Cửu Châu Huyền Thiên Đồ chính là một tấm địa đồ bao quát cả đại sở. Năm xưa thần hoàng, huyền thần, quy tiên, đại sở huyền tông hỗn loạn, Cửu Châu Huyền Thiên Đồ cũng vì sự phân chia của đại sở huyền tông mà bị phân tách. Phần mà chúng ta nhìn thấy có lẽ chỉ là địa đồ của đại sở, còn những phần khác không biết lưu lạc ở phương nào rồi. Đó không chỉ là địa đồ mà còn là một món pháp khí. Có người hít sâu một hơi, ánh mắt đầy cung kính. Pháp khí sao? Thế này thì Bình Nhi không thể bại được. Trong hư không, Thông Huyền Chân Nhân vuốt râu trầm ngâm. Đan Thần không ổn rồi. Trong đám người, Đan Nhất mặt mày nghiêm trọng nhìn vào Cửu Châu Huyền Thiên Đồ trong hư không, vẻ mặt lo lắng, ông ta có cảm giác chẳng lành. Lại nhìn sang Đan Thần, vẻ mặt ông ta vô cùng khó coi, như thể ông ta cũng rất kiêng dè Cửu Châu Huyền Thiên Đồ vậy. Sư Tôn, một bên Lạc Hy lo lắng kéo lấy vạt áo Đan Thần. Còn chưa đại chiến xong, thắng bại chưa biết, vả lại cứ thêm rồi mới tính. Đan Thần hít vào một hơi thật sâu, bên trong cơ thể có sức mạnh mạnh mẽ ngưng tụ, ông ta đang chuẩn bị ra tay. Phụ thân, phía bên này Hạo Thiên Thuy Nguyệt cũng nhìn Hạo Thiên Huyền Chấn. Vào lúc cần thiết, ta sẽ ra tay. Hạo Thiên Huyền Chấn hít sâu, trong ánh mắt có thần quang le lói. Đã biết đó là con trai mình thì ông ta cũng đã có sự chuẩn bị che chắn cho anh bất cứ lúc nào. Tỷ, muội rất sợ. Phía bên này Thượng quan Ngọc Nhi siết chặt tay Thượng quan Hàn Nguyệt. Khuôn mặt tuyệt sắc lúc này trở nên tái nhợt. Phải tin tưởng vào hắn. Thượng quan Hàn Nguyệt an ủi, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp của cô vẫn rõ cái nhìn đầy lo âu. Vì đến cả cô cũng không biết Diệp Đào có thể địch nổi tấm địa đồ này hay không. Sao ta lại thấy sắp đại chiến rồi nhỉ? Trong đám người Gia Cát Vũ vặn cổ, bên cạnh ông ta Độc Cô Ngạo, Phục Linh cũng ngưng tụ sức mạnh mạnh mẽ.
Tào nói này, hay là chúng ta về nhà thôi. Phía bên này Ngưu Thập Tam ho hắn, nói rồi hắn không quên quay người chuồn đi. Sau này ngươi đừng mang họ Ngưu nữa. Thái Ất Chân Nhân và Ngô Tam Pháo lên lớn tiếng mắng chửi, chiến với chúng. Ngưu Thập Tam giây phút trước còn chuẩn bị chuồn đi thì giây phút này quay phắt lại, gầm lên kinh động đất trời. Chỉ một mình Huân có chịu trụ nổi không? Trong đám người Cơ Tuyết Băng lo lắng nhìn Diệp Thế Hào trong hư không. Lần trước khi quyết đấu với Dọn Chí Bình, bọn họ cùng hợp lực xuất ra binh khí mới có thể chặn được uy lực kinh thiên động địa của Dọn Chí Bình. Hiện giờ chỉ có một mình Diệp Thế Hào, kể cả là cô ta cũng không biết được Diệp Thế Hào có thể trụ nổi hay không.